Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh sẵn sàng chưa? Amen! Cảm ơn Chúa, chúng ta luôn luôn có lời của Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta biết rằng là ngày sẽ qua ngày, năm tháng nó qua rất là nhanh. Mỗi ngày thì chúng ta cần phải bước đi. Và bước đi thì chúng ta cần phải có lời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con này là thần lẽ thật sẽ dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và chính Ngài cho chúng con thấu hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì không ai có thể hiểu được lời Đức Chúa Trời nếu Thánh Linh của Chúa không dẫn dắt, không bày tỏ. Amen. Bởi vì Thánh Linh của Chúa đã hà hơi và tất cả những trước giả đã viết ra lời của Đức Chúa Trời. Con tin rằng Thánh Linh có ý muốn của Đức Chúa Trời trong lời viết trong Kinh Thánh, và chúng con ngay bây giờ chúng con sẵn lòng để nghe lời của Đức Chúa Trời. Nguyện Thánh Linh của Chúa mở trí mở lòng chúng con để cho con thấu hiểu, và xin Chúa cũng ở cùng với chính mình con và Ngài nói qua chính con. Cảm ơn Ngài. Con hết mà con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. À, chúng ta sẽ mở ra trong thi môn thi nhất phần 3 từ câu số 14 đến câu số 16. Ta hy vọng sớm đến thăm con, tuy nhiên ta viết những điều này cho con phòng khi ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là hậu thánh của Đức Chúa Trời hàng xóm, là cột trụ và nền tảng chân lý. Không ai có thể phủ nhận sự mầu nhiệm của đạo Chúa là vĩ đại. Đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác từ phàm, được Thánh Linh tuyên xưng công chứng, được thiên sứ hàng chiêm ngưỡng, được truyền giảng giữa muôn dân, được cả thế giới ghi nhận, được cất lên trời trong vinh quang. Amen. Cảm ơn Chúa. À, chúng ta có đề tài đó là huyền nhiệm, huyền nhiệm của Chúa. Chúng ta biết rằng là huyền nhiệm hay là cái sự mầu nhiệm đó thì rất cao siêu và tâm trí của con người khó có thể hiểu thấu được. Nó vượt qua trí hiểu của con người. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đóng và bày tỏ cho chúng ta thì chúng ta có thể thấu hiểu được cái quyền nhiệm của Chúa. Trong episode đoạn 3 thì nói về quyền nhiệm của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy được rằng Phaolô ông nói rằng cái sự quyền nhiệm của Chúa được giấu kín trong các thời trước, mà cho đến bây giờ thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho các tiên tri, các sứ đồ của Chúa hiểu về cái sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Và cái sự huyền nhiệm đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến. Và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì cả dân Do Thái và dân ngoại trở thành một thân và hưởng lời Chúa hứa. Amen. Bởi cái sự huyền nhiệm mà chúng ta có mặt ngày hôm nay, bởi cái sự huyền nhiệm được bày tỏ ra bởi Thánh Linh, mà chúng ta là những người dân ngoại cùng với dân Do Thái hưởng được lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Amen. Chúng ta hứa, chúng ta được là những lời hứa của Chúa rất nhiều, đó là chúng ta hưởng được cái sự cứu rỗi từ nơi Chúa, chúng ta được tha thứ tội lỗi, chúng ta được chữa lành bệnh tật, chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, có năng quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời, có ân tứ, có trái của Đức Thánh Linh, và chúng ta có rất là nhiều điều trở nên những con người siêu nhiên của Đức Chúa Trời, và chúng ta hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là con Chúa Giêsu của chúng ta là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài trở thành con người phàm, và Ngài được gọi là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng được gọi là con người, và Ngài chính là sự huyền nhiệm. Amen. Ngài là chính là cái sự huyền nhiệm mà người ngoài rất là khó hiểu,
Nhưng mà trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta hiểu được. Amen. 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 Chúng ta hiểu được Chúa Giêsu trở thành con Đức Chúa Trời và trở thành anh cả giữa bọn anh chị em. Amen. Thì chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời và chúng ta là em của Chúa Giêsu, được làm môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta. Amen. Và con nói rằng ta hy vọng đến sớm thăm con, tuy nhiên ta viết những điều này cho con, phòng khi ta đến chậm thì con biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Phong lô khuyên Timôthê là học trò của ông. Amen. Cũng là một mục sư trẻ. Đúng ạ. À, chúng ta nhớ rằng là Phong lô ông nói trong con viết đọc 4 nói về ông sai Timôthê đến để tiếp tục dạy dỗ, tiếp tục bồi dưỡng cho hội thánh của Đức Chúa Trời những gì mà ông đã dạy dỗ cho hội thánh của Chúa. Đó là phải giống Chúa. Amen. Phải giống như Phaolô, và Phaolô giống Chúa Giêsu. Và có nhiều điều ở đây mà Phaolô muốn nói bất kỳ một thêm rằng là ta biết những điều này cho con, phòng khi ta chậm đến thì con biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Phòng khi ta chậm đến thì con biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Như vậy thì Timôthê là một mục sư trẻ thì chắc chắn kinh nghiệm cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời cũng chưa đầy đủ và còn thiếu kém rất là nhiều. Nên Phaolô dạy dỗ, nhắc nhở chính Timôthê để ông có thể cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời như thế nào. Như vậy thì chắc chắn là nhà của Đức Chúa Trời đang có nan đề, đúng không ạ? Đang có nan đề. Và phía trước ông nói là ta hy vọng đến thăm con, tuy nhiên ta biết những điều này cho con. Phòng khi ta chậm đến thì con biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Như vậy thì phía trước của đoạn 3 này thì chúng ta thấy trong đoạn 1 thì có những cái tà thuyết có thể xảy ra ở đây. Khi qua Macedon, ta khuyên con phải ở lại thành Ê-phê-sô để răn bảo một số người kia đừng dạy giáo lý sai lạc, đừng quan tâm những điều, những cái chuyện huyền hoặc và gia phả bất tận, thì những thứ đó chỉ gây tranh luận chẳng ích gì cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà chúng ta biết được nhờ đức tin. Những gì mà nó ngoài chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi đức tin chúng ta đã nhầm lẫn, những gì mà Phaolô đã từng kinh nghiệm, đã từng gặp gỡ Chúa Giêsu thế nào, đó mà ở trên đường đi Đa-mát, và ông đã được Chúa Thánh Linh dạy dỗ trong những năm mà ông ở Tạc Sơ rất là diệu kỳ, và ông đã dạy dỗ hội thánh, ông đã thiết lập hội thánh của Chúa và dạy dỗ đầy đủ, và ngoài Chúa có thấy Giêsu ra, Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, và những cái gì thêm vào những gì khác mà không có cái sự cứu rỗi từ nơi Chúa, những cái tà thuyết, những cái gì huyền hoặc, những cái gì cái cãi vã thì phải bỏ qua, bỏ ra và không chấp nhận những cái thứ đó. Và hoàn toàn muốn tìm một thể trở nên khôn ngoan, có đạt sự trí để có thể dạy dỗ, để có thể xử lý những cái việc xảy ra trong hội thánh của Chúa. Amen. Amen. Ông nói rất là nhiều về Chúa và đấng nhân từ thương xót, rồi ông nói về cái sự cầu nguyện, rồi ông nói về phẩm hạnh, không ạ? Về phẩm hạnh, phẩm hạnh của chấp sự, rồi phẩm hạnh của giám mục như thế nào. Nói chung là Phaolô muốn Timôthê trở thành một người xử lý khôn ngoan khi có nan đề trong hội thánh có thể xảy ra. Bảo em ạ. Nhưng mà Phaolô muốn Timôthê trở thành những con người như thế nào? Phải trở thành những người tốt, không ạ? Cần phải trở thành những con người tốt. Vậy ông khuyên rằng là Timôthê phải có lương tâm tốt. Phải không? Phải có lương tâm tốt.
Câu 19 đó là giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Đây là điều mà một người lãnh đạo, một con người, một sư trẻ thiếu kinh nghiệm và thiếu tài xử trí, thiếu cách xử trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái nền tảng vô cùng quan trọng, một người dạy dỗ, một người xử lý mọi năng đề trong hội thánh của Chúa phải là một con người có đức tin và lương tâm tốt. Amen. Từ đầu Cựu Ước cho đến bây giờ thì chúng ta cũng biết được rằng là chọn những người phục vụ Đức Chúa Trời là phải có tiếng tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh, đúng không? Rồi có đức tin, không thể thiếu được những người của Đức Chúa Trời là trở thành những người lãnh đạo của Đức Chúa Trời thì không thể thiếu đức tin và tiếng tốt. Amen. Bởi vì khi khuyên giải người khác, nếu chúng ta không tốt thì sao? Thì người ta đã chỉ ra, anh là cái gì, anh có tốt hơn tôi đâu mà chỉ dạy tôi, thì chúng ta có thể sẽ đứng lại và chúng ta cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta là người tốt, đầy đức tin và chúng ta có nền tảng căn bản về sự cứu rỗi từ nơi Chúa thì chúng ta dạy dỗ có hiệu quả hơn. Amen. Ba-lô nói rằng là cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. Nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Chúng ta biết Hebrew đoạn 3 cũng nói về nhà của Đức Chúa Trời chính là chúng ta. Amen. Nhà của Đức Chúa Trời chính là chúng ta. Như vậy thì hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, và hậu thánh là hậu thánh của Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Chứ không phải hậu thánh của đám chết. Amen. Amen. Không phải là hậu thánh của Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, nhưng mà hậu thánh của Chúa Giêsu đám hàng sống. Amen. 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 Ngài chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại cho chúng ta rồi. Và huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời rửa sạch lương tâm chúng ta ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Amen. Chúng ta có một Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Amen. Ngài làm con Đức Chúa Trời trong vòng 33 năm. Amen. Amen. Ngài đảm đáng cái quyền của Đức Chúa Trời. Ngài sử dụng quyền của một con người, quyền của con Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và khi Ngài sống lại thì Ngài gọi là Chúa Tể và là Chúa Cứu Thế. Nên khi Ngài sống lại, Ngài có hai danh hiệu, vừa là Đức Chúa Trời, vừa là Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen. Và Chúa Cứu Thế Giêsu đã hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen. Bởi vì nhiều người cần được cứu. Amen. Nên Chúa không thay đổi, Chúa tiếp tục cứu. Amen. Ngày hôm nay và tương lai và trong cả ngàn năm bình an. Amen. Amen. Những gì mà con người còn có cơ hội được cứu, để ăn năn và trở lại với Chúa thì sẽ được cứu. Và qua thời kỳ chung kết rồi thì không còn được cứu nữa, phán xét rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống là hội thánh và Chúa Giêsu là đầu. Amen. Amen. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Và hội thánh dưới sự lãnh đạo của Thánh Linh, chúng ta không phân biệt khi nói lời gọi là Đức Chúa Trời hàng sống. Nói về Đức Chúa Trời hàng sống là một danh từ chung của ba thân vị Đức Chúa Trời. Khi nói riêng về công việc của từng thân vị thì là nói rằng Đức Chúa Trời biết trước chọn lựa chúng ta, là Đức Chúa Trời là tình yêu. Nhưng mà nói về Chúa Giêsu gọi là ân điển, hay là đấng đã chết đổ huyết để mua chuộc chúng ta, và Thánh Linh là đấng thánh hóa, là đấng thông công nhận vào mọi lá thật, tức là nói về công việc thì nó riêng từng thân vị. Nhưng mà khi nói về Đức Chúa Trời là có ba thân vị, có những lời nói về danh từ chung là ba thân vị của Đức Chúa Trời ở trong một ngôi vị. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời nhưng mà có ba thân vị Đức Chúa Trời. Đức Cha là Đức Chúa Trời, Đức Con là Đức Chúa Trời và Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Amen. Và hiệp nhất và đồng đẳng với nhau. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì hội thánh ngày hôm nay là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Chứ không phải là một tôn giáo chết. Các tôn giáo
thì người ta có giáo chủ của họ và người ta thờ những người đã chết. Nhưng mà hội thánh của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, luôn luôn sống. Ngày hôm nay ngày đang sống, ngày mai ngày vẫn sống, quá khứ ngày vẫn sống. Amen. Mà đấng hàng sống thì chúng ta phải sống. Amen. Đấng đó ban sự sống cho chúng ta và Ngài chính là nguồn của sự sống. Chúng ta phải sống, sống đời đời là chết rồi. Amen. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cần phải có sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Mà Chúa Giêsu nói rằng là ai tin ta thì sông nước hằng sống nó chảy ra vào người ấy. Ý như kinh thánh là chết vậy, Ngài nói điều đó chỉ về đức tin mà ai tin Ngài sẽ nhận lời. Thánh Linh là sông nước hằng sống, Ngài sẽ làm cho chúng ta sống lại. Thánh Linh làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết thì Ngài cũng làm cho chúng ta sống lại thân thể hai chết của chúng ta. Amen. Và thân thể ngày hôm nay là đền thờ của Đức Chúa Trời, là của lễ sống và thánh. Amen. Đức Chúa Trời hằng sống, đấng cai quản hội thánh, đấng ở với hội thánh, thì chúng ta phải sống và sống sung mãn. Amen. Và sự sống của Đức Thánh Linh tuôn tràn. Một người trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta đã thấy điều này. Còn nếu chúng ta ở trong một truyền thống, ở trong một gọi là đạo dân, thì chúng ta không thể thấy được. Nếu trong hậu thánh chết chúng ta không thể thấy được, nhưng mà hậu thánh sống thì chúng ta biết được rằng là quyền năng phát lạ xảy ra, chỉ có lành xảy ra, cuộc đời được biến đổi và nhiều phát lạ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì Chúa hàng sống đang lãnh đạo hậu thánh của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. Khi Đức Chúa Trời hằng sống ở với hội thánh của Chúa, hội thánh của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. Chứ không phải hội thánh của giáo hội này, hội thánh của giáo hội khác hay là của mục sư. Nhưng mà hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, đương nhiên Đức Chúa Trời chọn lựa lập mục sư để lãnh đạo. Amen. Và hậu thánh đó sống thì hậu thánh đó được trang bị lời của Đức Chúa Trời mà trở thành cầu trụ của chân lý. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều vô cùng quan trọng là hậu thánh của Đức Chúa Trời cần phải đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời trở thành cầu trụ và trở thành chân lý. Bạn hiểu không? Bởi vì thế giới này cần hậu thánh của Chúa. Nếu hậu thánh của Chúa không trang bị đầy đủ lòng của Đức Chúa Trời thì hậu thánh của Chúa không trở thành cầu trụ được. Các tà giáo đưa vào hậu thánh của Chúa rúng động, đúng không? Bởi vì mình không có nền tảng. Cái cầu trụ đó chính là cái nền tảng làm cho chúng ta đứng vững trong Chúa của Thế Giêsu. Nếu ngày hôm nay hậu thánh bị bắt bớ, họ đưa ra ma chết, ai muốn sống thì chối bỏ Chúa Giêsu, ai không chối bỏ bị chết đâu, thì chúng ta thấy như thế nào? Amen. Tại sao hội thánh đầu tiên người ta có thể sẵn sàng chịu chết? Amen. Tại sao người ta có thể bị ném vào hang sư tử? Amen. Phải không? Amen. Họ bị làm trò cười của thiên hạ, bị đốt. Amen. Nhiều người bị cưỡng xẻ. Tại sao? Bởi vì là cầu trụ và nền tảng của chân lý. Hậu thánh của Chúa phải là cầu trụ. Amen. Amen. Mà cầu trụ chúng ta nhớ trong là Khải Huyền á, trong cái quyền đoạn 2 đoạn 3 nói rằng là nếu ngươi thắng thì ta sẽ làm cầu trụ trong đền thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cầu trụ là những cái gì chống đỡ làm cho cái đền nó vững vàng, và nhiều cái cầu trụ đó làm cho cái ngăn đỡ cái đền nó đứng vững. Amen. Thì chúng ta biết được là chúng ta là cầu trụ, hậu thánh là cầu trụ, hậu thánh phải đứng vững vàng, bởi vì hậu thánh ở trong một vương quốc không hề rung động. Amen. Thế gian này rung động, nhưng mà hậu thánh ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, trong vương quốc thiên đàng thì không bao giờ rung động. Bão tố cũng không sợ hãi gì. Amen. Có nan đề cuộc sống có thể xảy ra thì chúng ta cũng không sợ hãi gì, vẫn ở trong sự bình an. Bởi vì chúng ta có cầu trụ, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có sự lãnh đạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ta ở cùng con cho đến tận thế.
Amen. Chúa Thánh Linh ở với chúng ta thì chúng ta phải làm cùng. Amen. Mình bạn chị em mình có muốn mình là cột trụ trong hội thánh không? Amen. Muốn mình cột trụ trong gia đình không? Amen. Chúng ta phải là những cái cột trụ, chứ không phải chỉ là người khác cột trụ và chúng ta là người ăn theo. Giống như ăn theo có nghĩa là được người khác chống đỡ cho mình. Chúng ta không phải là như vậy, nhưng mà chúng ta phải dần dần phát trưởng thành. Lúc đầu thì chúng ta được người khác che chở, chống đỡ cho mình. Amen. Nhưng mà mình phải luyện tập, mình phải đầy dạy đức tin, mình phải đầy dạy từ Đức Chúa Trời để mình trở thành những cột trụ và che phủ những người phía sau mình. Amen. Những người sau này mới phải. Trong hội thánh những anh em nhân sự là những cột trụ chính. Amen. Và cũng tất cả mọi người đều là những cột trụ phụ, chứ không ai là không có việc làm, không ai là không có chức vụ. Amen. Nên chúng ta cần phải trở thành cột trụ, và cái cột trụ này để cho thế gian nhìn vào thì họ thấy rằng là thế gian đang bối rối, thế gian đang sợ hãi, thế gian đang tuyệt vọng. Họ nhìn vào thánh của Chúa rất vững vàng, bình an, như không có gì xảy ra cả. Họ có thể chạy đến với hội thánh và nhờ hội thánh của Chúa. Amen. Có nhiều người để chạy đến nắm tay nắm áo rằng là cho tôi theo Đức Chúa Trời của anh của chị. Amen. Amen. Chúng ta phải trở thành những cầu trụ. Amen. Amen. Và của chân lý, và nền tảng của chân lý. Amen. Amen. Chân lý là trước Chúa Giêsu. Amen. Ta là đường lý, chân lý và sự sống. Amen. Amen. Và chân lý chính là lời của Đức Chúa Trời. Amen. Là chân lý. Nên là vừa là cầu trụ và nền tảng của chân lý. Amen. Amen. Nền tảng của chân lý. Chúng ta phải có nền tảng của chân lý. Những gì Chúa Giêsu đã đến thế gian là chết và đã sống lại cho chúng ta, đã ban lời cho chúng ta, và chúng ta đã học lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải có nền tảng của chân lý. Amen. Chân lý là bất di bất dịch. Chúa Giêsu đã cứu rỗi chúng ta, Ngài chính là chân lý, và chẳng có đấng nào khác. Hãy vững vàng trong chân lý, và chúng ta cần phải có cái nền tảng của chân lý. Amen. 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 Chúng ta thường nói tin Chúa thì chúng ta học tiếng lý căn bản, thì chúng ta có một cái nền tảng. Nền tảng đó là nền tảng của chân lý, của Chúa, của Thầy Giêsu của chúng ta, của lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Nên hậu thánh của nhà của Đức Chúa Trời chính là hậu thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, và là cốt trụ của nền tảng. Amen. Và nền tảng của chân lý. Amen. Amen. Nên chúng ta là vô cùng quan trọng trước mặt Chúa. Amen. Amen. Là vô cùng quan trọng. Amen. Chúng ta đừng có hờ hợp quá, bởi vì chính chúng ta là cốt trụ. Amen. Và nền tảng của chân lý. Amen. Chúng ta đại diện cho Chúa Giêsu. Amen. Có phải vậy không? Đại diện cho Chúa Giêsu. Amen. Đứng giữa thế gian mà tôi này. Và hậu thánh đầu tiên họ đứng trên nền tảng của các sứ đồ. Phải vậy không? Bởi vì các sứ đồ ở với Chúa Giêsu, họ trở thành cột trụ. Và gì? Họ trở thành cột trụ và nền tảng của chân lý. Họ trở thành nền tảng của chân lý thì họ dạy cho hội thánh của Chúa đầu tiên. Cảm ơn Chúa, và từ thế hệ này cho đến thế hệ khác. Ngày hôm nay chúng ta có toàn bộ của cung kinh thánh là điều phước lành vô cùng cho chúng ta. Này hãy đọc lời của Đức Chúa Trời, hãy có nền tảng của chân lý. Amen. Và Chúa Giêsu chúng ta là chân lý, và chúng ta phải có cái nền tảng của chân lý để chúng ta đứng vững vàng, và chúng ta không bị trôi dạt bởi các tà giáo, và chúng ta dạy dỗ cho người khác. Amen. Cảm ơn Chúa. Phần thứ nhất là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng xóm, thứ hai là cột trụ và nền tảng của chân lý, và thứ ba đó là Chúa của Thế Giêsu là sự mầu nhiệm. Chúa của Thế Giêsu là sự mầu nhiệm. Không ai có thể phủ nhận sự mầu nhiệm của đạo Chúa thật là vĩ đại. Không ai có thể phủ nhận sự mầu nhiệm của đạo Chúa thật là vĩ đại. Và cái sự mầu nhiệm đó là gì? Ở đây chúng ta thấy rằng đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm. Đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm. Như vậy thì đấng tạo hóa đó là ai? Là ai đó? Đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm, đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Ngài chính là đấng tạo hóa. Phải không ạ? Và
ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và ngôi lời chính là đấng tạo hóa và không có gì được dựng nên mà không bởi Ngài. Amen. Chúa Giêsu chúng ta là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời và trở thành người phàm. Amen. Rất là rõ phải không ạ? À, nhiều tà giáo người ta không có công nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nhưng mà đây cái mắng ghi rõ là đấng tạo hóa trở thành người phàm. Amen. Như vậy có phải là một nhiệm không? Những con người bị giấu kín chưa được Thánh Linh mở ra thì người ta không hiểu được, bởi vì cái sự mầu nhiệm có nghĩa là nó quá cao cao siêu và vượt qua cái hiểu của con người. Con người không thể hiểu được, người ta không thể hiểu rằng là tại sao một đất tạo hóa trở thành người phàm, trở thành một con người bình thường như chúng ta thì họ không thể nào hiểu nổi. Đúng không? Chúng ta nghe nói thì chúng ta hiểu liền phải không? À, bởi vì chúng ta được dầm thấm trong lời của Đức Chúa Trời rồi, à, được nghe nhiều rồi thì chúng ta dễ hiểu. Bởi vì ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Amen. Như vậy thì đấng tạo hóa hiện ra trong thân xác người phàm, bởi vì ở đây chúng ta thấy được cái chương trình hoạt động của Đức Chúa Trời và chúng ta thấy được cái sự toàn tri của Đức Chúa Trời là vô cùng vĩ đại. Khi chúng ta nghe ba phạm tội thì Ngài nói rằng là tập 3 câu 15 của sáng thế ký, dòng dõi người nữ sẽ dài đạp đầu mày, còn mày thì cắt tóc chân. Và từ khi Adam cho đến khi Chúa Giêsu là Adam cuối cùng thì theo gia phả thì chúng ta cộng lại thì rồi mọi người cộng lại cả 4.000 năm. Một chương trình hoạt định từ con người đầu tiên cho đến con người cuối cùng này là 4.000 năm. Chúng ta thấy có ai ra kế hoạch 4.000 năm không? Không có, đúng không? Con người không có. Cái tâm trí của con người không thể nào có thể có kế hoạch cho 4.000 năm. Nhưng mà Đức Chúa Trời không phải chỉ 4.000 năm mà thôi, nhưng mà từ Chúa Giêsu cho đến cõi đời đời. Amen. Chúa Giêsu nó lên cái sự biết trước của Đức Chúa Trời, nó lên cái sự to trí của Đức Chúa Trời. Amen. Là vô cùng tuyệt vời, vô cùng diệu kỳ. Và thật sự đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm. Amen. Và cảm ơn Chúa, những người môn đồ, những người trong thế kỷ thứ nhất, họ đã đụng chạm với Chúa, họ đã thấy Chúa. Ôi tuyệt vời quá phải không ạ? Chúa nói rằng là Adam muốn thấy cũng không thấy nổi, nhưng mà những người đang đứng trước mặt Chúa đã được thấy Chúa, đó là phước lành lớn lao vô cùng. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài trở thành con người ở giữa vòng chúng ta. Amen. Chúng ta đồng ý điều này không ạ? Chúng ta là những người được Thánh Linh bày tỏ và chúng ta có thể thấu hiểu rằng là Đức Chúa Trời trở nên một con người thật sự, và Ngài được gọi là con Đức Chúa Trời, cũng được gọi là con người, cũng được gọi là con cả giữa vòng anh chị em, cũng được gọi là con độc thân của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm, được Thánh Linh tuyên xưng công chứng, được Thánh Linh tuyên xưng công chứng, đã trở thành một con người và không phải là con người tội lỗi, sinh ra trong xác thịt tội lỗi, nhưng mà Ngài sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Ngài sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Được khi trước khi thi hành chức vụ thì Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh và dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, và Thánh Linh ở trong Chúa Giêsu, Thánh Linh dẫn dắt Chúa Giêsu. Và theo Lời Đoạn Chiến câu 14 nói rằng là huyết của Chúa Giêsu là huyết mà nhờ Thánh Linh đời đời dân thân thể không tìm biết cho Đức Chúa Trời. Nhờ Thánh Linh đời đời dân thân thể không tìm biết cho Đức Chúa Trời, có nghĩa là bởi sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, bởi sự nhờ cậy Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu trở thành không tỳ vết cho Đức Chúa Trời, có nghĩa là một của lễ sống và thánh, đền lòng Đức Chúa Trời. Amen. Một của lễ không có một tỳ vết nào, Ngài không phạm tội, Ngài bị cám dỗ như chúng ta, nhưng mà Ngài không phạm tội, nên Thánh Linh đóng ở với Chúa Giêsu và Thánh Linh biết rõ Chúa Giêsu. Và Thánh Linh tuyên xưng Chúa Giêsu là công chứng trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta biết được rằng là Peter nói
trong đoạn 3 câu trong đoạn 1 đoạn 3 câu số 18 đấng công chính chết thay cho kẻ bất chính. Chúa Giêsu là đấng công chính, được tuyên xưng công chính và chết thay cho kẻ bất chính. Amen. Và chúng ta biết được rằng là trong con tôi nhất là 6 câu 1 nói về chúng ta cũng được tuyên xưng công chính, cũng được thánh hóa là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi danh của Chúa Giêsu và bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được thánh hóa và được tuyên xưng là công chính, nên thánh linh luôn luôn là đấng sẽ tuyên xưng công chính cho những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Khi chúng ta được sanh lại thì chúng ta được tuyên xưng là công chính. Amen. Bởi vì chúng ta được sanh lại và chúng ta đã được rửa sạch tội lỗi rồi, và chúng ta sanh lại bởi Đức Thánh Linh, và Thánh Linh đã tuyên xưng Chúa Giêsu là công chính, và Thánh Linh cũng tuyên xưng chúng ta là công chính. Như đoạn một là con tôi biết đoạn một câu 30 cũng nói về Đức Chúa Trời tuyên xưng, tuyên xưng Chúa Giêsu là công chính thánh khiết. Cảm ơn Chúa. Đấng tạo hóa hiện ra trong thân xác người phàm, được Thánh Linh tuyên xưng công chính, được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng. Được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng. Chúng ta nhìn xem lại các giáo chủ đời này, những người nổi tiếng trên thế giới, có được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng không? Nhưng mà Chúa Giêsu được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng. Quý bà chị em nhớ, nhớ thiên sứ đây với Chúa Giêsu trong lúc nào, có ai nhớ không? Thì Chúa Giêsu kiên ăn 40 ngày trong phòng vắng, bị cám dỗ, mà khi Ngài đuổi quỷ đi rồi, trong Ma-thi-ơ đoạn 4, thì thiên sứ đến để phục vụ Ngài. Amen. Đúng trên nguyên tắc của Hebrew đoạn 1 có bài vị thiên sứ là thần hầu việc Đức Chúa Trời đến giúp đỡ những người hưởng ơn cứu rỗi, và thiên sứ là thần hầu việc của Đức Chúa Trời đến phục vụ Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ chỗ nào nữa mà thiên sứ đến? Trong vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện đến nỗi mà mồ hôi như những giọt máu lớn, và thiên sứ đến để làm gì? Thêm sức cho Chúa Giêsu. Amen. Thiên sứ luôn luôn được sai đến để phục vụ Chúa Giêsu và chiêm ngưỡng. Amen. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Amen. Amen. Rồi trong lúc nào nữa? Chúa Giêsu là bắt tem ở trong năm. Thiên sứ, chúng ta nhớ thiên sứ lăn hòn đá ra khỏi mộ Chúa Giêsu không? Amen. Amen. Rồi có hai thiên sứ ngồi bên trong nữa, chúng ta nhớ không? Khi Maria có đang nhìn vào đấy. Amen. Hai thiên sứ. Amen. Thiên sứ đến phục vụ Chúa Giêsu. Amen. Thiên sứ đến để chiêm ngưỡng. Chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu còn sống, thiên sứ đến phục vụ chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu ở trong mộ thì thiên sứ cũng đến, cũng chiêm ngưỡng, nhìn thấy thân xác của Chúa Giêsu đã chết, Ngài vâng phục cho đến chết. Thiên sứ chiêm ngưỡng, nhìn thấy Chúa Giêsu quá tuyệt vời. Đó mà dù là con nhưng mà Ngài sẵn sàng vâng lời, Ngài sẵn sàng vâng lời chịu thống khổ, chịu chết cho thập tự giá. Và cái sự đó thiên sứ cũng hằng chiêm ngưỡng. Amen. Amen. Rồi đến phần nào nữa? Khi Chúa Giêsu thăng thiên thì sao? Amen. Những người đang thấy họ nhìn mãi lên trời thì họ thấy sao? Họ thấy hai thiên sứ đúng không ạ? Các ngươi nhìn lên trời làm chi nữa? Amen. Chúa Giêsu đã về rồi, rồi. Và Ngài cũng sẽ trở lại như các ngươi đã nhìn thấy lên trời vậy. Amen. Ô, cảm ơn Chúa. Thiên sứ
dâng ngưỡng khi Chúa Giêsu trở thành một thân xác của con người. Khi Chúa Giêsu kiên ăn cầu nguyện, khi Chúa Giêsu chịu thống khổ, khi Chúa Giêsu chịu chết, khi Chúa Giêsu sống lại và Ngài thăng thiên về trời. Amen. Hãy nói rằng là được cất lên trời trong vinh quang. Amen. Được cất lên trời trong vinh quang. Cảm ơn Chúa, thiên sứ chiêm ngưỡng trước Chúa Giêsu của chúng ta. Độc nhất, không có đấng nào khác. Amen. Chỉ có Chúa Giêsu là thiên sứ hằng chiêm ngưỡng mà thôi. Amen. Không có đấng nào khác. Không có giáo chủ nào khác. Không có bất cứ rõ nào khác ngoài Chúa Cứu Thế Giêsu. Nên chúng ta hãy nắm chắc điều này. Đấng tạo hóa hiện ra trong thân xác loài người, được thánh linh tiên sinh công chứng, được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng. Amen. Và qua Chúa Giêsu thì thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng phục vụ chúng ta. Amen. Và chúng ta có một chức vị cũng rất là lớn, rất là cao quý, là chúng ta cũng phán xét thiên sứ. Amen. Quý vị có nhớ không? Chúng ta tương lai là chúng ta phán xét thiên sứ, chứ không đơn giản. Bởi vì Chúa không bao giờ nói với thiên sứ rằng là ngươi là con ta mà ngày nay ta đã sinh ngươi. Amen. Nhưng mà Chúa nói với con người, đó là ngươi là con ta. Amen. Con là con của Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta có quyền phán xét thiên sứ thôi. Địa vị chúng ta là rất là cao trọng. Bây giờ thiên sứ đang là đấng phục vụ những người hưởng ơn cứu rỗi, là thăm hậu việc của Đức Chúa Trời. Amen. Nên địa vị chúng ta là vô cùng quan trọng. Địa vị chúng ta là cao quý vô cùng. Địa vị chúng ta là em của Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời. Và qua Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta có địa vị này. Hãy cảm tạ Chúa Giêsu và hãy nói với Chúa Giêsu rằng con cảm ơn Ngài, quá Ngài, con có một địa vị cao trọng, được thiên sứ phục vụ và có thể xét phong các thiên sứ được. Amen. 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 Hãy nói với người bên cạnh này, địa vị của bạn là cao quý và vô cùng. Amen. Amen. Chúng ta thấy cao quý. Càng học càng sâu vào sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy cái địa vị chúng ta là cao quý. Amen. Và chúng ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu chịu chết để đền tội thế cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta và để chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời, để giống Chúa Giêsu của chúng ta và giống Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà anh chị em có địa vị cao quý không? Vô cùng quan trọng không? Amen. Bây giờ phải làm gì? Hầu việc Chúa, đi làm chứng cho Chúa. Amen. Amen. Được thiên sứ hành chiêm ngưỡng, được truyền giảng giữa muôn dân, được cả thế giới tin nhận. Amen. Amen. Được truyền giảng giữa muôn dân. Amen. Nên hội thánh đầu tiên, các sứ đồ mà đi theo Chúa Giêsu, họ hiểu những gì Chúa Giêsu dạy, còn một số điều họ chưa hiểu được, bởi vì họ chưa được tái sanh. Đúng không ạ? Họ chưa được tái sanh, nhưng qua ngày lễ tổ tùng, và Chúa Giêsu dặn họ rằng là trong 14 câu 12, khi ngày đó đến á, thì các con sẽ hiểu được ta ở trong cha và cha ở trong ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Cái ngày đó nó đến thì các ngươi sẽ hiểu được. Khi thánh linh của Đức Chúa Trời đổ xuống trên họ thì những gì Chúa Giêsu dạy họ không hiểu, thì ngay lúc đó thánh linh khôn ngoan hiểu biết ban cho họ thấu hiểu được những gì Chúa Giêsu dạy họ, và họ hiểu được cái địa vị của họ là ai trước mặt Đức Chúa Trời. Trong 3 năm đi theo Chúa, 3 năm rưỡi đi theo Chúa, họ chưa vững vàng lắm. Phải không ạ? Khi Chúa sống lại, Chúa cảnh tỉnh họ, Chúa dạy dỗ tiếp tục cho họ để cho họ vững vàng, và khi thánh linh đổ xuống thì họ trở thành cầu trụ và nền tảng của chân lý. Amen. 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 Và họ là những người giảng dạy một cách rất mạnh mẽ, đầy quyền năng của thánh linh được Chúa. Amen. Các bạn hiểu mình là địa vị cao quý và vô cùng quan trọng. Amen. Thì các sứ đồ, môn đồ ngày xưa, họ cũng hiểu địa vị của họ là cao quý và vô cùng quan trọng. Và họ truyền giảng giữa muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Amen. Bắt đầu từ Jerusalem tới xứ Giu-đê, xứ Samaria, cho đến cùng trái đất.
Và họ không có sợ hãi bất cứ điều gì cả, bởi vì biết rằng địa vị của họ là địa vị cao quý vô cùng. Địa vị của họ là địa vị là môn đệ của Chúa Giêsu. Amen. Là người có quyền để rao giảng phúc âm cho toàn thế giới. Amen. Chúng ta biết rằng rao giảng cho toàn thế giới ở đây nói rằng là được truyền giảng giữa muôn dân, được cả thế giới tiếp nhận, được cả thế giới tiếp nhận khi truyền giảng thì thành. Roma đoạn 10 nói rằng là nếu không ai đi ra rao giảng thì làm sao người ta nghe, mà không nghe làm sao người ta tin, mà không tin làm sao người ta được cứu. Đức tin đấy bởi sự người ta nghe, mà sự người nghe là người ta biết được rao giảng. Amen. Nên tất cả các sứ đồ, các môn đồ, những người tín đồ nữa, họ tin nhận Chúa, họ bắt đầu truyền giảng giữa muôn dân. Amen. Truyền giảng các đông đảo giữa Jerusalem, 3.000 người tin nhận Chúa đầu tiên, rồi sau đó đến 5 người, sau đó không còn đến được và lan rộng khắp nơi trên thế giới, và đến thế kỷ thứ 3 là chiếm lĩnh cả thế giới thời bây giờ. Amen. Bởi vì họ biết địa vị của họ là cao quý như thế nào, địa vị của họ là rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời. Bảo mà khi nào tin lần về nước của Đức Chúa Trời được tôn ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân thì sự cuối cùng sẽ đến. Hội thánh của chúng ta ngày hôm nay đẩy mạnh về truyền giảng. Bởi vì qua những năm bị đứng đi yên lặng quá, những người tin Chúa la và chỉ có mũi nhọn về giải cứu ma túy, thì những gia đình con cái họ tin nhận Chúa nhiều, nhưng mà các hội thánh mở ra thì rất ít, rất ít, nó đứng lại. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết được rằng là địa vị chúng ta là cao quý trước mặt Chúa, địa vị chúng ta là rao giảng phúc âm về nước của Chúa Trời cho thế giới. Amen. Bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất, thì chúng ta hãy hành động, đức tin và hành động. Amen. Quý bà anh chị em có tự hào rằng chúng ta có một đấng tạo hóa hiện ra thân xác loài người không? Amen. Chúng ta có tự hào rằng là Chúa Giêsu của chúng ta được thân thân tiên sinh đức tin không? Tiên sinh công chính không? Chúa Giêsu chúng ta được thiên sứ hàng kim ngưỡng không? Chúng ta có một cái đấng vĩ đại vô cùng. Đấng đó nói rằng là ở đây có một đấng vĩ đại hơn cả Salomon nữa. Amen. Cả khung ba tòa nhà có đấng đó đang ở trong chúng ta. Đấng đó đang ở trong chính đời sống chúng ta, và Ngài muốn chúng ta rao giảng về chính Ngài. Amen. Ngài muốn chúng ta rao giảng về chính Ngài. Chúng ta ăn bánh không chén, chúng ta phải rao giảng sự chết của Chúa Giêsu cho đến lúc Ngài đến. Chúng ta phải là người cứu người khác. Hàng ngày quý bạn về em có tiếp xúc với người khác không? Tranh thủ vậy. Amen. Những người mà thân cận chúng ta có thể làm bạn cho nó gần gũi, cho đến chừng nào mà chúng ta thấy có một cái tinh thần tốt rồi, chúng ta hãy nói là họ về Chúa Giêsu chúng ta. Nhưng những người chúng ta gặp tất tất ngoài đường hãy nói liền. Amen. Hãy nói liền với họ rằng là Chúa Giêsu yêu anh yêu chị, và hãy tin nhận Chúa Giêsu để được tha tội và được sự sống đời, được chữa lành bệnh tật. Nhất là những người có năng đề về bệnh tật, chúng ta có thể đến và nói rằng là Chúa Giêsu đã tha thứ cho chị và chữa lành bệnh tật cho anh chị. Amen. Chúng ta hãy rao giảng phúc âm, được truyền giảng giữa muôn dân. Amen. Chúa Giêsu của chúng ta quá tuyệt vời. Ngài là đấng tạo hóa trở thành người, Ngài là đấng mà được thân linh công tiên sinh công chính, được thiên sứ hành chiến lược, và đấng đó là anh cả của chúng ta. Amen. Đấng đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Chúng ta phải tự hào rằng chúng ta có đấng đó, đấng mà vĩ đại nhất trên thế giới này đang ở giữa vòng chúng ta, đang ở trong hội thánh của Chúa. Hội thánh nói rất là nhiều về Chúa Giêsu, hiểu nhiều về Chúa Giêsu, nhưng mà phải giảng về Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta biết là tin lành về nước Đức Chúa Trời được đồn ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân thì sự cuối cùng sẽ đến. Sự cuối cùng sẽ đến. Bây giờ sự cuối cùng chưa đến. Có thể là mới khởi đầu vạn thắc như cơn hay nghe, nhưng mà sẽ đến. Nhưng mà Chúa chờ chúng ta. Đất nước Việt Nam của chúng ta 100 triệu mà có 1 triệu người tin nhận Chúa Giêsu, mà biết 1 triệu đó có lên thiên đàng được hết, có được tái sanh thật sự hết, thì đâu quá đi. Chúng ta phải nhanh chóng rao giảng phúc âm. Amen. Cho những người thân của chúng ta,
những người thân của chúng ta, những người cận kề của chúng ta, những người bạn của chúng ta, những người bà con của chúng ta, hãy giảng cho họ, hãy cứu họ. Không thể nhìn những người bị đùa đến sự chết mà chúng ta đã bị cứu được. Amen. 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 Chúng ta không nói được. Thầy nói, thấy một người đau ốm, anh ta bạn của mình nó thôi, tôi dẫn chị đến hội thánh, dẫn anh đến hội thánh, có người sẽ giúp đỡ. Bởi vì trong hội thánh tôi có người đau ốm giống như vậy đó mà được chữa lành. Amen. Chúng ta có thể nói được, chúng ta có thể dẫn họ đến được, và chúng ta có cách để mà chúng ta có thể đưa anh chị em chúng ta đến với Chúa Giêsu để được tha tội, được cứu rỗi, được chữa lành. Bởi vì được truyền giảng giữa muôn dân và được cả thế giới tin nhận. Chúng ta biết được cả thế giới tin nhận. Ở đây không phải là tất cả đều tin nhận. Khi giảng chắc chắn là có nhiều người tin nhận Chúa và có những con người trong đó. Amen. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà sẽ giảng ra thì có người nghe, nghe thì họ tin, tin thì họ được cứu. Amen. À, chúng ta phải làm. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy tự hào rằng chúng ta có đấng vĩ đại đang ở trong chúng ta. Hãy tự hào rằng chúng ta có một đấng mà thiên sứ hàng chiên ngự. Amen. Thánh Linh tiên sinh công chính. Chúng ta hãy biết được người anh cả của chúng ta là người rất vĩ đại, và chúng ta phải tự hào về người anh cả của chúng ta. Và chúng ta hãy nói những gì người anh cả của chúng ta đã làm, cái sự vĩ đại của Ngài như thế nào, những gì mà thiên sứ hàng chiêm ngưỡng từ khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, Ngài kiên nhẫn cầu nguyện, rồi Ngài trong vùng Gethsemane, Ngài chuẩn bị bị bắt bớ, rồi Ngài bị chết, rồi Ngài đã sống lại như thế nào, thì chúng ta hãy tiếp tục sẵn sàng liều mình, từ bỏ chính mình, bất thật tự giá mà theo Chúa. Amen. 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 Tôi tin rằng là Chúa Giêsu hạ mình bằng một cho nên chết, thậm chí chết trên cây thập tự, rồi Đức Chúa Trời có đem Ngài lên rất cao, danh Ngài trên hết mọi danh. Amen. Thì anh chị em chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, để chúng ta đồng chịu khổ với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ đồng vinh quang với Chúa Giêsu. Amen. Chúng thấy là chúng ta cần phải chịu khổ với Chúa Giêsu, như Phaolô đó mà bắt chước tôi, như tôi đã bắt chước đó. Ông sẵn sàng chịu khổ như Chúa Giêsu đã chịu khổ, chịu đau đớn như Chúa Giêsu đã chịu đau đớn, và tin rằng là phần thưởng lớn lao, mà nó là ông nhắm mục đích về sự kêu gọi trên trời, phần thưởng ở trên trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ giống Chúa, và chúng ta sẽ được thiên sứ chiêm phục. Amen. Amen. Thiên sứ phục vụ, nhiều người được thiên sứ phục vụ, nhiều phép lạ bởi thiên sứ của Chúa. Chúng ta thấy là thiên sứ đến bảo Philip chạy theo vòng quanh Matthew phải không? Thiên sứ và thiên sứ hành động. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đấng lãnh đạo, nhưng mà Ngài sai thiên sứ đến. Ngài sai thiên sứ đến. Thiên sứ đến gia đình bọn này, thiên sứ đến gia đình nàng này và nhà kia, và thiên sứ đến phục vụ và bày tỏ cho những người của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện, và chúng ta biết rằng là hậu thánh của Đức Chúa Trời hàng xóm. Amen. Và chính Chúa Giêsu là đầu hậu thánh của Chúa, và tấm hàng xóm là thánh linh của Đức Chúa Trời lãnh đạo hậu thánh của Ngài. Hậu thánh trở nên cột trụ và nền tảng của chân lý, và chúng ta biết được chân lý đó chính là Chúa Thánh Giêsu là một thượng mẫu, và trong Chúa Thánh Giêsu chúng ta là những người truyền giảng phúc âm. Và cái người truyền giảng phúc âm và người nhận lãnh phúc âm đều được phước từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. 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 Người truyền giảng, người nghe sẽ nhận phước từ Đức Chúa Trời, sẽ nhận được sự sống đời đời và mở phước lành của Đức Chúa Trời, và tất cả đều dòng thấm trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và sẽ hóa ra ảnh tượng Ngài từ vinh quang đến vinh quang, và Đức Chúa là tất cả chúng ta đều trở nên giống ảnh tượng của Chúa Giêsu, giống hình ảnh của Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ nhìn thấy vinh quang này cho đến vinh quang khác của Chúa Giêsu khi chúng ta trở thành giống hình ảnh của Chúa Giêsu, giống công việc của Chúa Giêsu là. Cảm ơn Ngài. Mời chúng ta đi. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.